Quý vị đang theo dõi kiến thức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Năm quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở địa Trung Hải. Chính quyền Biden đối mặt với sự phê phán sau biến động chính sách ở Trung Đông. Học thuyết Biden coi việc tàn sát người Do Thái như một cuộc khủng hoảng để PR. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết năm quân nhân Mỹ đã thiệt mạng khi một máy bay quân sự rơi ở phía đông biển địa Trung Hải trong khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Chiếc máy bay bị rơi vào tối thứ Sáu. EUCOM cho biết tất cả năm thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng khi máy bay rơi trong một nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không thường lệ như một phần của khóa huấn luyện quân sự. Quân đội lần đầu tiên thông báo về vụ tai nạn vào hôm thứ Bảy và cho biết nguyên nhân đang được điều tra nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có bất kỳ hoạt động thù địch nào liên quan. Hôm chủ nhật, cơ quan này cho biết các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đã bắt đầu ngay lập tức, bao gồm cả máy bay và tàu quân sự của Mỹ ở gần đó. Bộ Tư lệnh châu Âu cho biết vì tôn trọng gia đình của các quân nhân và phù hợp với chính sách của Bộ Quốc phòng, danh tính của các thành viên phi hành đoàn sẽ được giữ kín cho đến 24 giờ sau khi hoàn tất thông báo cho người thân. Hiện chưa rõ chiếc máy bay này thuộc nghĩa vụ quân sự nào. Lực lượng không quân đã cử thêm các phi đội đến khu vực và tàu sân bay USS Gero 4. Có nhiều máy bay trên tàu cũng đang hoạt động ở phía đông địa Trung Hải. Quý vị thân mến, phải mất 3 ngày, Joe Biden mới đích thân nhận xét về vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 ở Israel. Ông ta di chuyển chậm rãi để đưa ra nhận xét của mình như thường lệ. Mặc dù vậy, lần đầu tiên ông ta thực sự có vẻ hiểu đúng quan điểm chung vì vậy, trong thời điểm này, chúng ta phải nói rõ, chúng tôi sát cánh cùng Israel, chúng tôi đứng về phía Israel, và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Israel có những gì họ cần để chăm sóc công dân của mình, tự vệ và đáp trả cuộc tấn công này. Một khởi đầu tốt, nhưng vì đây là vấn đề an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại, nên việc ông ta làm hỏng mọi việc chỉ là vấn đề thời gian. Vài ngày sau, Biden từ bỏ giọng điệu quả quyết của mình, làm dịu thông điệp của mình thành những lời nói lập lờ khập khiển Ông và những người khác trong chính quyền của mình như ngoại trưởng Blinken đã lập đi lập lại lời kêu gọi tạm dừng nhân đạo chứ không phải ngừng bắn như họ nhấn mạnh, một sự khác biệt mà họ đấu tranh để nói rõ, việc tạm dừng, ngừng bắn hay bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó đều có lợi cho Hamas. Hamas sẽ có thể tập hợp lại trong khi Israel bị ngăn cản việc dỡ bỏ chế độ khủng bố giết người của họ. Đúng vậy, quan điểm chính thức của chính quyền Biden đã chuyển từ ủng hộ Israel sang ủng hộ Hamas về mặt chức năng chỉ trong vài ngày. Trong chuyến thăm lạnh giá tới bờ Tây, Blinken đảm bảo với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas rằng Mỹ đang thúc đẩy viện trợ cho người dân Gaza, nhưng chỉ có thể nói rằng ông đang nỗ lực để giải đáp những lo ngại của Israel về tác động của việc tạm dừng đối với cuộc xung đột đang diễn ra, cuộc khủng hoảng con tin. Tất cả điều này thật kinh khủng, nếu không muốn nói là hoàn toàn bất ngờ, đặc biệt khi không ai khác ngoài chính Barack Obama đã đưa ra những bình luận ủng hộ Hamas trong một lần xuất hiện trước công chúng gần đây. Cựu Tổng thống nói với một nhóm các nhà hoạt động và những người ủng hộ rằng ông khao khát sự sống chung hòa bình giữa hai dân tộc, có chủ quyền và tự do. Kịch bản đề xuất của ông là không thể, như đồng nghiệp của tôi, Joan Pollack đã chỉ ra. Hamas không muốn chung sống hòa bình cũng như những người biểu tình ủng hộ palestine ở các thành phố và trong khuôn viên trường đại học những người đã ăn mừng cuộc tấn công của Hamas và kêu gọi tiêu diệt nhà nước israel từ sông ra biển sẽ không có giải pháp hai nhà nước trong tương lai gần joe biden bị mắc kẹt giữa một tảng đá và một nơi khó khăn khi tôi ghi lại trong cuốn sách bán chạy nhất trên new york times của mình breaking biden ông ta gần như không ngu ngốc như vẻ ngoài của mình và ông ta biết ai là kẻ xấu trong kịch bản này tuy nhiên cử tri của ông ta thì không và joe không bao giờ phản bội căn cứ của mình phần lớn ngày càng rõ ràng của cánh tả hoa kỳ nuôi dưỡng niềm đam mê ủng hộ hamas nếu bạn cần bằng chứng về điều đó đừng tìm đâu xa ngoài các cơ sở của chúng tôi vì vậy joe đã đưa ra một thông báo có vẻ kỳ lạ ông ta sẽ tham gia vào cuộc chiến chống hồi giáo tuy nhiên như thường lệ vẫn có cách giải quyết sự điên rồ của ông ta phá hoại Kamala. Người phát ngôn của tòa bạch ốc Karin Zambiot cho biết, trong một thời gian dài, những người theo đạo hồi ở Mỹ và những người được cho là theo đạo hồi, chẳng hạn như người Ả Rập và người theo đạo Sikh, đã phải chịu đựng một số lượng lớn các cuộc tấn công mang tính hù hận và các sự cố phân biệt đối xử khác. Tất cả chúng ta đều thương tiếc vụ giết hại giả mang Wadeh Al-Fayoumi, một cô bé 6 tuổi người Mỹ gốc Palestine theo đạo hồi và vụ tấn công giả mang nhằm vào mẹ cậu tại nhà của họ ở ngoài ô Chicago. Đó là một khoảnh khắc kinh tởm đã gây bất lợi cho cả những người Israel vô tội và gia đình của cậu bé đang bị lợi dụng để ghi điểm chính trị cho Joe Biden. Biden biết việc chuyển sang tập trung vào vấn đề bài Hồi giáo vào thời điểm cụ thể này có rất ít khả năng thành công, ít nhất là theo nghĩa truyền thống. Vì vậy, ông ta đã sử dụng một chiến thuật đúng đắn và đã được thử nghiệm khác giao những trận chiến khó khăn nhất của mình cho cấp dưới Kamala Harris. Biden cũng đã giao nhiệm vụ cho Harris về vấn đề biên giới bị phá vỡ và trí tuệ nhân tạo, cùng với các yếu tố thách thức khác trong danh mục chính sách của ông. Đây rõ ràng là sự phó hoại, Harris không thể thắng trong những vấn đề này, như tôi đã giải thích cặn kẽ trong Breaking Biden. Trên thực tế, ông ta đang giữ Harris ở vị trí của bà ấy, để bà không bao giờ vượt qua ông về mặt chính trị, ít nhất là cho đến khi Joe hoàn thành việc tranh cử nếu bất kỳ tổng thống đảng cộng hòa nào đối xử với một phụ nữ BIPOC theo cách này, thì người đó sẽ bị buộc tội phân biệt chủng tộc hoàn toàn chấm dứt. Chính sách của chính quyền Biden vẫn ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn, trong khi Biden giao cho bà một nhiệm vụ bất khả thi khác giải quyết nội ám ảnh hồi giáo. Emhoff, Mỹ Mai nói với một nhóm học sinh tiểu học người Mỹ gốc do Thái ngay sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 rằng chồng của bà, luật sư giải trí lâu năm Judith Emhoff được giao một nhiệm vụ vô lý với những nỗ lực hàng đầu nhằm đối đầu với chủ nghĩa bài Do Thái, chỉ cần biết rằng tôi ủng hộ các bạn. Bây giờ, tất cả các bạn không cảm thấy an toàn sao? Tất cả chỉ là một trò đùa khổng lồ, bằng chứng là con gái riêng của Emhoff, người mẫu Ella Emhoff, người đang quyên tiền ủng hộ Gaza. Một cuộc khủng hoảng PR cho thương hiệu Biden hết lần này đến lần khác trong suốt sự nghiệp của mình các chính sách của biden đã phản ánh những xu hướng chính trị đang trôi qua của thời điểm hiện tại nhiều hơn bất kỳ giáo điều mạch lạc nào biden nhìn thế giới qua lăng kính chính trị bầu cử và điều đó thường có hiệu quả với ông ta như tôi đã ghi lại trong breaking biden giải quyết vấn đề trung đông chắc chắn có nghĩa là xa lánh các khối cử tri quan trọng do đó chính quyền biden và các đồng minh của họ đã cho rằng mối quan tâm hàng đầu của họ bắt nguồn từ vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 là quản lý cơn giận dữ của người Do Thái và người Hồi giáo ở Mỹ. Triết lý này giải quyết tình trạng hỗn loạn địa chính trị như một cuộc khủng hoảng PR của công ty đã định hướng cho toàn bộ chính quyền của ông. Đó là lăng kính mà qua đó ông đã xem xét các cuộc khủng hoảng lớn khác như biên giới phía Nam rộng mở và việc Nga xâm chiếm Ukraine cùng những vấn đề khác. Điều này cũng theo dõi các mẫu khác. Hãy xem xét rằng đội ngũ nhân viên hàng đầu của ông ta bao gồm các chuyên gia tư vấn của công ty và những người tham gia chiến dịch tranh cử và tất cả bắt đầu có ý nghĩa phẩm chất chính để trở thành quan chức cấp cao nhất của biden không phải là thành tích về năng lực mà là khả năng quản lý thương hiệu vượt qua khủng hoảng đây không phải là sự lãnh đạo đây là hoạt động chính trị hoài nghi đó là tất cả những gì joe biden biết biden phần lớn đứng ngoài các cuộc đấu tranh phản văn hóa nhưng ông nhận ra giá trị chính trị của nó trong cuộc chạy đua chống lại một ứng cử viên chính thống Ông ta đã chiến thắng trong những vấn đề đó và thành công đó đã ảnh hưởng đến phần còn lại của sự nghiệp ông ta. Thương hiệu mới quan trọng chứ không phải bản chất. Đó là nơi mà Biden hiện đang thấy mình ở một vị trí mà ông ta đang cố gắng xa lánh, một phần nhỏ cơ sở chính trị của mình nhất có thể. Đây là những vùng nước chính trị nguy hiểm. Điều thú vị là Joe Biden đã tự mô phỏng mình theo người đồng hương người Mỹ gốc Ireland Bobby Kennedy vậy ông là người mà tôi đoán là tôi ngưỡng mộ hơn bất kỳ ai khác trong nền chính trị hoa kỳ nhưng sự ngưỡng mộ của biden đối với afk rõ ràng là về cách trình bày hơn là niềm tin của ông kennedy là người ủng hộ trung thành cho một israel hùng mạnh vào thời điểm quan trọng trong lịch sử đất nước cuối cùng ông ta đã bị giết vì nó biden đã thực hiện một cách tiếp cận khác một cách tiếp cận không có bất kỳ nguyên tắc rõ ràng nào nhưng có lẽ nó sẽ có tác dụng với ông ta suy cho cùng nếu không thì joe biden là người sống sót chính trị cuối cùng